Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Kính thưa quý vị, mới đây, trong một sự kiện giải trí, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm có những chia sẻ nhận được quan tâm về Trấn Thành. Nội dung chi tiết như sau. Những ngày đầu tháng 3, ồn ào bao rạp của Trấn Thành gây xôn xao dư luận. Theo đó, một nam thanh niên đăng tải bài viết tố bị Trấn Thành giành vé xem phim vì cần sự riêng tư dù chỉ là thông tin từ một phía song một bộ phận không nhỏ khán giả đã chỉ trích trấn thành không lâu sau đó nam mc đã lên tiếng phủ nhận đồng thời đưa ra những chứng đanh thép liên tục vướng phải ồn ào liên quan đến thái độ không ít khán giả thắc mắc về con người thật của trấn thành mới đây trong một sự kiện giải trí nam diễn viên lê dương bảo lâm có những chia sẻ nhận được quan tâm về trấn thành theo đó khi nhận được câu hỏi có định thay thế trấn thành cây hài gốc đồng nai thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ đàn anh mình nghĩ là 300 năm hoặc xa hơn nữa là 400 năm mới có một trấn thành thứ hai. Anh Thành, chỉ lâm từng cái và bản thân mình cũng ảnh hưởng từ nét diễn của anh Thành khá nhiều. Chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm sau đó nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng anh tinh tế khi trả lời câu hỏi khó, số khác lại nhận định nam nghệ sĩ Tân Bốc Trấn Thành quá đà. Lê Dương Bảo Lâm từng kết hợp với Trấn Thành trong nhiều dự án tiêu biểu là web drama hẻm cục. Cả hai có mối quan hệ thân thiết ở đời thực. Thời gian gần đây, Trấn Thành gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Không bàn đến những ồn ào, sự đa tài là điều mà nhiều người công nhận ở nam nghệ sĩ. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, anh còn đảm nhận vai trò MC, nhà sản xuất phim. Vừa qua, dự án nhà bà nữ chính thức trình làng và thu về kết quả đáng ngưỡng mộ. Đứa con tinh thần mới của Trấn Thành xoắn ngôi dự án bố già, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim thu về 434 tỷ đồng tính đến hết chủ nhật ngày 12 tháng 2 tạo nên cân số trong và ngoài nước. Như vậy, Express TV vừa chia sẻ xong nội dung drama Lê Dương Bảo Lâm có những nhận xét về đàn anh Trấn Thành tại một sự kiện. Các bạn đừng quên bấm like, share, đặc biệt là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.